xưa hồi mình mới làm chú rể, lúc đó đi job ở Vũng Tàu, cả team nó đang rất là vui vẻ, tự nhiên anh Hải xuống cái nguyên một team im lặng, không ai biết nói gì hết trơn luôn. Rồi đùng đùng một cái anh hỏi file, gửi file liền cho anh, mà lúc đó team đâu ai kịp làm gì đâu. Xong rồi có tự nhiên có mình bị chửi, kêu là một cái file với em như vậy, mà tại sao đến thứ tư rồi mà em cũng chưa làm xong. Và thì ra hồi lúc đó không phải lỗi của mình nên là tức muốn chết luôn. Cũng có cãi lộn qua lại, nói chung là một đứa mà lần đầu tiên dám cãi lộn với sếp, gọi là người cũng cứng đầu lắm và chứng minh cho người ta thấy là mình làm được. Thì cuối cùng là cũng nộp file được đúng hẹn cho ảnh. Sau đó thì ảnh cũng hiểu ra là không phải là lỗi của mình. Thế là từ đó cũng bắt đầu nói chuyện lại với nhau. Thứ sáu anh xuống để họp thì anh hỏi Hương là công việc làm tới đâu rồi. Hương nói là gần xong rồi nên lúc đó gần đến lúc họp thì họp rồi nên là anh chấp sắp đến sau đến giờ mà vẫn chưa xong công việc sao mà họp được. Đó là cái mà lần đầu tiên mà anh với Hương tiếp xúc với nhau nhiều, biết nhau từ đó. Sau này mà đã cưới nhau rồi mà có lỡ giận nhau thì em mong là mình có thể giải quyết từ trong một buổi tối, hay mình có thể xung phong mà ngủ một mình, mình giận em 2-3 ngày, im lặng 2-3 ngày. Rồi sau đó thì anh cũng là người chủ động bắt chuyện, là nhưng mà tạo cái khung cảm giác cho em trong mấy 2-3 ngày đó nó trống trải, nó lạnh lẽo lắm, nên là em mong anh mong mình có thể nói chuyện với nhau ngay trong ngày chứ đừng có giận hờn nhau đến tận 2-3 ngày nha. Lời vui cho con gái yêu trước lúc về nhà chồng, các mẹ hoàn toàn tin tưởng vào con, mong con luôn luôn và giữ gìn cái truyền thống gia đình để xây dựng một cái cuộc sống mới. Đối với chồng con là người mà con yêu thương và lựa chọn để con bước vào một cuộc sống hạnh phúc bền lâu. Và con cũng biết rằng hôm nay bên cạnh gia đình của chúng ta, con còn có thêm một gia đình nữa là gia đình nhà chồng. Mẹ mong con yêu thương bố mẹ chồng, yêu thương gia đình chồng như chính là gia đình của chúng ta, để con sẽ có hạnh phúc bên hai gia đình như là sống mà con đã lựa chọn, và con cảm thấy hạnh phúc từ điều đấy. Mẹ chúc mừng con. Thank you.
Quen nhau cũng được 2 năm. Từ cái ngày làm công ty cũ cho đến bây giờ, Hương rất là lo lắng cho gia đình, lo lắng cho anh. Nhiều khi anh đi làm về cũng hỏi han anh nhiều, rồi có nhiều khi những khó khăn trong cuộc sống thì anh cũng hay chia sẻ với Hương, và Hương cũng động viên anh bên cạnh anh rất nhiều. Sau khi mà cưới chồng thì sẽ không được ở nhà của ba mẹ nữa, mà phải chuyển ra sống một cuộc sống mới, một cuộc sống độc lập, không được có người giúp đỡ chăm sóc rất là nhiều thứ. Mong là sau này về chung một nhà rồi thì vẫn còn cái cảm xúc như vậy. Thì mọi người trước kia là hai cái cá thể khác nhau, hai cái cách suy nghĩ khác nhau. Thì bây giờ về chung một nhà, cùng đi chung một con đường, cùng ở dưới một ngôi nhà, cùng xây dựng gia đình, thì anh sẽ cố gắng để dung hòa để cho hai người có cái cuộc sống nó hạnh phúc, nó trọn vẹn. Anh cảm ơn em ở đây bên anh yêu em.